Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube Báo Lao động. Cuối tuần qua trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh Munich, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gửi khẳng định trước những người đồng cấp châu Âu rằng, cho dù thế giới có thay đổi thế nào, Trung Quốc sẽ nhất quán và tin cậy, một động lực cho sự ổn định. Trước đó, những mối lo ngại đó đã bùng lên sau khi ông Trump tuyên bố rằng sẽ không bảo vệ các đồng minh NATO đã không chi đủ tiền cho quốc phòng một mối đe dọa bất ngờ đối với nhiều người ở châu âu khi cuộc xung đột ở ukraine vẫn tiếp diễn thời điểm đưa ra bình luận của ông trump là cơ hội đối với trung quốc khi ngoại trưởng vương nghị đang thăm châu âu trong bối cảnh bắc kinh tìm cách khôi phục mối quan hệ đang xấu đi với eu một nỗ lực trở nên cấp bách hơn bởi các vấn đề kinh tế trong nước và căng thẳng đang diễn ra với mỹ ông vương nghị chia sẻ trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh munich nêu rõ cho dù thế giới có thay đổi như thế nào Trung Quốc với tư cách là một quốc gia lớn có trách nhiệm, sẽ giữ các nguyên tắc và chính sách của mình nhất quán và ổn định, đồng thời đóng vai trò là lực lượng chính cho sự ổn định trong một thế giới hỗn loạn. Đồng thời, ông Vương Nghị đã kêu gọi Trung Quốc và châu Âu tránh xa những rắc rối về địa chính trị và ý thức hệ và hợp tác cùng nhau. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, trong khi lời kêu gọi của ông Vương Nghị có thể được một số nước châu Âu lắng nghe, nơi các nhà lãnh đạo hy vọng ổn định các khía cạnh trong mối quan hệ của họ với Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng gặp phải một vấn đề lớn khi đạt được tiến bộ thực sự trong việc hàn gắn mối quan hệ với EU, mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Noah Bakin, một thành viên cấp cao tại Tổ chức Tư vấn Quỹ Sổ Đức của Mỹ, GMF, cho biết, Thông điệp của ông Vương Nghị gửi tới các nước châu Âu là không nên để những khác biệt về địa chính trị cản trở sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên. Nhưng điều chưa đề cập là Trung Quốc chưa sẵn sàng thay đổi quan điểm và chính sách, khiến châu Âu lo lắng nhất, cụ thể là mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Nga. Các nhà quan sát cho rằng trong bối cảnh đó, những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xoa dịu những lo ngại của châu Âu về vị thế của Trung Quốc liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể có ít tác động trong EU. Judi, nhà nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc tại tổ chức tư vấn Chatham House ở London nhận định Trường nào xung đột ở Ukraine còn tiếp diễn, các chính sách của EU đối với Trung Quốc sẽ chuyển sang liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ. Rất có thể Châu Âu sẽ cùng với Mỹ tăng cường hạn chế xuất khẩu đối với các công nghệ quan trọng vì coi an ninh kinh tế của EU là tối quan trọng. EU đang xem xét một loạt biện pháp giúp khối này giảm thiểu rủi ro cho chuỗi cung ứng Châu Âu từ Trung Quốc, đảm bảo các công nghệ quan trọng và bảo vệ thị trường của mình khỏi những gì họ coi là hàng hóa Trung Quốc giá rẻ không thực chất. Bắc Kinh có chính sách của châu Âu bị ảnh hưởng quá mức bởi Mỹ. Ông Vương Nghị cũng phản đối các biện pháp như vậy ở Munich, cảnh báo rằng những ai tìm cách kiềm chế Trung Quốc dưới danh nghĩa giảm thiểu rủi ro sẽ mắc phải một sai lầm lịch sử. Nhà ngoại giao Trung Quốc đã gặp một số đối tác châu Âu bên lề hội nghị an ninh Munich trước khi tiếp tục tới Tây Ban Nha. Ông Vương Nghị cũng sẽ đến thăm Pháp trong tuần này. Theo các nhà phân tích, ông Vương Nghị có thể đạt được nhiều thành công hơn trong việc ổn định quan hệ với từng quốc gia thành viên EU quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, và những quốc gia đang có tâm lý không chắc chắn về cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ. Theo Liu Dong Su, phó giáo sư tại khoa các vấn đề quốc tế và công chúng thuộc Đại học thành phố Hồng Kông, trong các cuộc gặp ở châu Âu, ông Vương Nghị có thể sử dụng nhân tố Trump để chỉ ra rằng việc hoàn toàn đứng về phía Mỹ không mang lại lợi ích tốt nhất cho các nước châu Âu với tư cách là tổng thống ông trump không chỉ lên tiếng hoài nghi về hệ thống liên minh của mỹ ở châu âu mà còn tận dụng thuế quan đối với thép và nhôm châu âu gây ra các biện pháp trả đũa đối với hàng hóa mỹ từ châu âu bắc kinh đã đạt được một số tiến bộ trong việc xoa dịu quan hệ với các nước châu âu trong năm qua bao gồm cả trong chuyến thăm trung quốc của tổng thống pháp emmanuel macron vào mùa xuân năm ngoái một bước phát triển mà ông vương nghị hy vọng sẽ tiếp tục phát huy chuyên gia bắc kinh của gmf kết luận trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới một số nước châu Âu, các bên sẽ tập trung nhiều hơn vào việc giữ mối quan hệ với Bắc Kinh ổn định, một phần để tránh nguy cơ xảy ra xung đột thương mại hai mặt trận với Bắc Kinh và Washington nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng. Các nhà lãnh đạo châu Âu, những người đã nỗ lực xây dựng sự đồng thuận trong các vấn đề quan trọng như hỗ trợ Ukraine, giải quyết vấn đề nhập cư và phản ứng với cuộc chiến của Israel ở Gaza, sẽ phải đối mặt với những thử thách thậm chí còn khó khăn hơn nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Theo nhận định của Huseyin Ozdemir, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thế giới TRT có trụ sở tại Istanbul, trên trang web của hãng thông tấn Anadolu Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16 tháng 2, châu Âu lại đang trên bờ vực bất ổn và việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khả năng quay trở lại nắm quyền có thể có những tác động lớn tới tình hình ở lục địa này. Chuyên gia Ozdemir cho rằng, Bối cảnh châu Âu ngày nay hoàn toàn khác với lịch sử mạnh mẽ của họ, hiện đang phản ánh sự rời rạc và vật lộn với những thách thức gây nguy hiểm cho sự gắn kết trên lục địa. Sự ra đi của các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng. Điển hình là việc cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel rời khỏi sân khấu chính trị chỉ 3 tháng trước cuộc xung đột Nga-Ukraine, làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về việc thiếu vắng sự lãnh đạo mang tính quyết định trong chính châu Âu. Nhiều đối tác chiến lược của Liên minh châu Âu EU có thể đóng vai trò lãnh đạo, chẳng hạn như Anh, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn cũng là thành viên NATO nhưng vẫn ở ngoài EU. Hơn nữa, sức mạnh của EU phụ thuộc vào khả năng hợp tác hiệu quả. Hợp tác nội bộ này đòi hỏi phải nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về mọi vấn đề. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của EU không tạo ra nhiều niềm tin các nhà lãnh đạo châu Âu, những người đang nỗ lực xây dựng sự đồng thuận trong các vấn đề quan trọng như hỗ trợ Ukraine, giải quyết vấn đề nhập cư và phản ứng với cuộc chiến của Israel ở Gaza, sẽ phải đối mặt với những thử thách thậm chí còn khó khăn hơn nếu ông Trump đắc cử. Giữa những cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh tính hiệu quả của NATO trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, xung đột Nga-Ukraine với sự hỗ trợ sau đó của các nước thành viên NATO đã thổi sức sống mới vào liên minh quân sự trên với cam kết mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ngay cả các quốc gia trung lập trong lịch sử như Phần Lan và Thụy Điển cũng hướng đến việc gia nhập NATO. Nhưng nếu ông Trump thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, điều này có nghĩa là Washington sẽ tập trung vào châu Á-Thái Bình Dương hơn là châu Âu. Ông Trump sẽ không rút Mỹ khỏi NATO, nhưng sẽ không thực hiện điều năm, làm dấy lên lo ngại về sự gắn kết và đoàn kết của NATO Khả năng này xuất phát từ những lời chỉ trích của ông Trump đối với EU vì đã không chia sẻ cánh nặng tài chính của NATO, bất chấp sự hồi sinh của liên minh này kể từ tháng 2 năm 2022, thời điểm xung đột ở Ukraine nổ ra. Đối với EU, vốn dựa vào NATO để phòng thủ trong gần 80 năm qua, sự hỗ trợ ngày càng suy yếu của Mỹ sẽ là một thảm họa. Điều đáng lo ngại hơn nữa là cam kết của ông Trump sẽ giải quyết cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga chỉ trong một ngày, kéo theo một thỏa thuận có khả năng dẫn đến việc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ nhiều hơn. Kịch bản này sẽ gây bé mặt cho EU, vốn kiên quyết ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong khi châu Âu vẫn có thể tìm cách hỗ trợ Ukraine, những nỗ lực như vậy nguy cơ trở nên thừa thái và gây ra xung đột với ông Trump. Như vậy, khi một số nước châu Âu vẫn có thể ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, thì những quốc gia khác có thể kiềm chế không muốn gây mâu thuẫn với quan điểm của ông Trump. Nhà tài trợ lớn của châu Âu cho Ukraine là Đức, Anh và Na Uy đều là thành viên NATO, chỉ có Đức là thành viên EU. Mặc dù Đức là một cường quốc kinh tế nhưng lại là một quốc gia có quy mô hạn chế về quân sự, do đó nước này không thể bù đắp được khoảng trống mà Mỹ để lại thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại